Hồn ma bên cửa sổ. Nhanh tay lên cả nhà, còn một chuyến xe nữa đây. Nhà có mỗi 4 người mà lắm đồ thế không biết. Toàn đồ của mọi người thôi, chứ con thì có mấy. Con chỉ có mỗi thùng quần áo là hết. Này, ai bảo là em không có mấy đồ? Nhìn xem đống loa đài của em đây này, choáng hết cả nửa thùng xe tải này rồi. Thôi, không cãi nhau nữa, nhanh cái tay lên. Mai mà 20 năm rồi mới chuyển nhà, chứ mỗi năm mà chuyển nhà một lần, chắc tôi chết mất. Lạ thật, giữa thành phố mà lại có một căn nhà cũ kỹ thế này, cửa đóng then cài, còn hoen gỉ cả ra. Chả lẽ không có ai ở đây? Chào bác mời chuyển tới đây ạ. Chào bà. Vâng, gia đình tôi hôm nay chuyển tới đây, mong được làm quen với bà con hàng xóm láng giềng trong khu phố này. Vâng, tôi là Chính, ở cuối phố. Mang tiếng là phố, chứ đường nhỏ xíu có khác gì con ngõ đâu bác nhỉ. Nhà nọ sát nhà kia, nhà bên đường thì nhìn sang nhà đối diện được cả, nên bà con ở đây cũng thân thiết lắm bác ạ. À, thế thì may mắn cho chúng tôi rồi. Mà bác ơi, căn nhà đối diện nhà tôi hình như không có ai ở à? Họ bỏ đi lâu rồi. Nhà ấy giờ đang bỏ không? Thôi, tốt nhất bác đừng nhìn vào căn nhà ấy làm gì. Thôi, tôi đi về đây. Bác ơi, tôi hỏi đã. Ôi, này chuyển đồ, đau hết cả xương cả cốt. Bà mỏi lưng thì đi nghỉ sớm đi. Tôi ra mở cái cửa sổ ra cho mát. Ôi trời, bên nhà số 24 vẫn có người ở đấy chứ. Thế mà ban sáng bà hàng xóm lại bảo không có ai ở. Hay là người ta mới về? Không biết nữa. Nhưng bên trong căn nhà vẫn tối om. Chỉ có một cô gái đang mang bầu, đứng bên ban công nhìn sang nhà mình thôi. Ôi trời ơi, tôi đang qua mắt hay sao thế này? Ông làm sao thế hả? Làm tôi giật cả mình. Cô gái bên kia trông lạ lắm. Để tôi ra xem nào. Làm gì có ai đâu. Rõ ràng ban nãy có một cô gái mang bầu đang đứng đó mà. Cô ta còn nhìn trừng trừng sang bên nhà mình cơ. Ông bị hoa mắt thật rồi. Cửa sổ nhà ấy tối đèn thui thế kia, tôi chả thấy ai đứng đó. Chắc là cô ấy vào nhà rồi. Tôi không thể hoa mắt đến mức đó được. Thôi, bà vào đi ngủ đi. Tôi cũng mệt rồi. Cả ngày chạy lên chạy xuống, đồ đạc vẫn còn chưa dọn xong. Ây da, nhà mới, lạ nhà khó ngủ quá. Rõ ràng là có người sống trong căn nhà bên đó mà. Giờ cũng muộn lắm rồi. Tại sao cô ấy không đi ngủ nhỉ? Hay cô ấy mới trở về nên cũng chưa quen nhà rồi khó ngủ như mình? Ôi, cô ấy đi vào nhà lúc nào mà nhanh thế? Chắc cậu bé kia là con trai cô ấy. Vậy thì chắc là cả nhà họ đã trở về rồi. Kìa, cậu bé, không được trèo, xuống ngay. Chào bé. Trời ơi, có ai ở đó không? Cô gì ơi, con cô đang trèo ra ban công kìa. Thôi chết, nguy hiểm quá. Sao không ai nghe tôi gọi thế hả? Cô gì ơi. Không được rồi, mình phải sang đó. Thế này thì gây go quá. Thằng bé mà ngã xuống dưới thì tôi đời. Mở cửa, mở cửa. Trong nhà có ai không? Mau cứu cậu bé, có cậu bé đang trèo ra ngoài ban công. Không được rồi, chắc bố mẹ cậu bé đi ngủ cả rồi. Không ai nghe thấy mình gọi cả. Phải trèo vào tường nhà, không thì cậu bé kia chết mất. Ồ, họ quên không khóa cửa à? Phải vào nhà báo cho họ biết thôi. Có ai không? Có ai trong nhà không? Mau ra ban công tầng 2, có cậu bé đang leo trèo ngoài ban công đó. Có ai ở nhà không? Thôi, phải lên đó, chứ không kịp mất. Lạ thật, rõ ràng vừa có cậu bé đứng ở đây mà, sao giờ không thấy đâu? Mà trong nhà cũng chả thấy ai cả. Thôi, về nhà đi ngủ vậy.
quái lạ. Rõ ràng nhà này không có người, nhưng tại sao ban nãy mình lại nhìn thấy cô gái đang mang thai đứng bên cửa sổ? Còn có cậu bé chừng 3 tuổi nữa, mà cửa nhà thì lại chả có khóa gì cả. Tiếng gì thế? Không lẽ ngôi nhà này có ma? Không thể nào. Mình xưa nay vốn không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Thôi chết, chuyện gì thế? Trời ơi, Cô gái, trời ơi, có ai đó không? Cấp cứu. Ôi không, cô ấy chết rồi sao? Không, trời ơi, ma. Không phải một mình bác nhìn thấy những chuyện kỳ dị ấy đâu. Căn nhà bác đang ở, người chủ cũ cũng thường xuyên nhìn thấy người thai phụ ấy, và không chịu nổi nên phải chuyển đi đây. Có chuyện gì đã xảy ra với những người trong căn nhà số 24 thế hả bác? Chuyện cách đây mấy chục năm rồi. Hồi đó, ông bà Sáu sống với vợ chồng người con trai cả, và một cậu con trai út bị tâm thần chừng 18 tuổi. Cô con dâu của ông bà ấy đang có bầu bé thứ hai phải không bác? Đúng thế, họ có thằng con trai lên 3 tuổi. Cô ấy thì mang thai sắp tới ngày sinh nở. Chả hiểu thế nào, một hôm cậu con trai út lên cơn, khóa cửa lại rồi đổ xăng đốt nhà. Lúc đó lửa cháy rực, bao trùm hết cả căn nhà. Mọi người nhìn lên bất lực, ai cũng kêu gào bảo cô gái nhảy xuống. Ban công ở tầng 2 thôi, cùng lắm thì gãi tay gãi chân chứ không chết. Nhưng cô gái ấy nhất định không chịu nhảy, cũng không thả cậu con trai 3 tuổi xuống cho mọi người đỡ. Không hiểu sao cô ấy lại bế con bỏ vào trong nhà. Kết cục là cả hai mẹ con đều chết. Oan hồn họ vẫn ám nơi này. Thật là thương tâm. Vậy cả nhà họ có ai còn sống không bác? Còn bà cụ với cậu con trai tâm thần thì còn sống, nhưng họ bỏ đi biệt tích từ đó tới giờ không thấy quay lại. Cả nhà cứ vậy bỏ hoang, không ai sinh sống. Tôi đã chuyển tới đây rồi, giờ không lẽ lại chuyển đi? Thôi thì tôi sẽ nghĩ cách nào đó làm cái lễ cho họ siêu thoát. Nếu bác làm được vậy thì tốt quá, gia đình bác cũng được yên ổn, mà ngõ xóm này cũng đỡ sợ hãi mỗi lần đi qua. Tại mẹ hay tại cô? Nào Bi, tới giờ đi ngủ rồi, bà đưa con đi ngủ nha. Không đi ngủ đâu, con chờ mẹ về cơ. Thôi nào, hôm nay mẹ về muộn, mẹ nói con ngủ với bà trước đó. Không đâu, con thích ngủ với mẹ cơ. Thôi ngoan nào, ngủ đi rồi mẹ về nha. Không, không đi ngủ đâu. Thôi ngoan nào, đi ngủ nào. Hôm nay tôi có việc về muộn, chị cho bé Bi ngủ trước nha. Cả tuần nay cô đi vắng rồi, bé Bi có vẻ nhớ mẹ nên buổi tối khóc dữ lắm. Dạo này tôi nhiều việc quá nên không về sớm được, chị cố dỗ cho con bé giùm tôi, rồi nó cũng sẽ quen thôi mà. Mà cô Quỳnh này. Hả? Có chuyện gì thế chị? Hôm qua con bé bị nôn 2 lần, cô giáo cũng bảo ở lớp còn đi ngoài nữa. Cô giáo gọi mấy lần về thông báo tình hình cho tôi đấy. Hay là cô cho nó đi khám thử đi. Trẻ con nôn chớ là chuyện bình thường, nếu đi ngoài thì chị cho uống men tiêu hóa rồi đi học thôi. Thôi tôi phải đi rồi. Mẹ cho con đi chơi đi, con không đi học. Thôi nào đâu. Mẹ còn đi làm nữa chứ, ở nhà rồi lát đâu. Về mẹ cho đi chơi sau nha. Chị bế nó lên kẹo nó làm bẩn hết váy của tôi bây giờ. Alo. Mẹ bé Bi à, bé Bi bị ngất. Sao rồi. Cơ? Chị tới ngay nha. Con tôi bị làm sao vậy? Tại sao lại ngất? Em cũng không biết thế nào nữa.
Đột nhiên con bị ngất ở lớp vậy à? Sao lại có chuyện vô lý như thế? Thế bác sĩ nói sao vậy? Bác sĩ đang cấp cứu, vẫn chưa có kết quả xét nghiệm chị ạ. Con tôi đang bình thường khỏe mạnh, làm gì có chuyện đột nhiên ngất xỉu chứ? Hay là các cô làm gì nó rồi? Không có chuyện đấy đâu chị. Các cô ở lớp luôn yêu thương con. Hơn nữa, lớp học nào cũng có camera để bố mẹ quan sát mà. Để tôi kiểm tra camera xem thế nào. Đây, cô xem đi. Con tôi vẫn bình thường, cho đến lúc đi vào nhà vệ sinh đi ra. Chắc chắn các cô đã làm gì nó trong nhà vệ sinh nên nó mới ngất như thế. Dạ không có đâu chị. Chị đừng nói thế ạ. Thế tại sao con tôi lại ngất? Có phải trong nhà vệ sinh không gắn camera nên các cô muốn làm gì thì làm không? Dạ không, không có chuyện đó đâu chị. Chúng tôi bỏ ra cả đống tiền ra thì các cô phải có trách nhiệm giáo dục và chăm nom tử tế một chút chứ. Sao lại để cho con bé ra nông nổi như thế kia? Em cũng như các cô ở lớp, không ai làm gì con cả. Mong chị bình tĩnh, quan trọng bây giờ là xem con thế nào ạ. Không thể có chuyện vô lý như thế được. Tôi sẽ gọi điện cho công an, mời họ đến điều tra. Lúc ấy thì các cô không chối được đâu. Chị ơi, không phải như vậy đâu. Chị bình tĩnh chờ xem con thế nào trước đã. Tôi sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Nếu như con tôi có chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Bác sĩ à, bé bị sao rồi ạ? Đến muộn chút nữa là không giữ được mạng sống rồi. Sao lại để đến mức này mới đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu chứ? Trời ơi, các người đã làm gì con của tôi để đến mức nó suýt mất mạng thế này hả? Cô là mẹ cháu bé. Dạ vâng, tôi là mẹ của cháu bé đây ạ. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị ngất xỉu là do viêm màng não cấp chứ không phải do tác động bên ngoài. Sao ạ? Viêm màng não cấp? Bệnh này thường phát ra trong vòng mấy ngày. Ở nhà cô không thấy cháu bé có biểu hiện như đau đầu, nôn nhiều và đi ngoài hay sao? Hôm qua con bé bị nôn 2 lần. Cô giáo cũng bảo ở lớp còn đi ngoài nữa. Cô giáo gọi mấy lần về thông báo tình hình cho tôi đấy. Hay là cô cho nó đi khám thử đi. Trẻ con nôn chớ là chuyện bình thường. Nếu đi ngoài thì chị cho uống men tiêu hóa rồi đi học thôi. Thôi tôi phải đi rồi. Tôi có nghe chị giúp việc nói qua. Nhưng mà ở lớp các cô cũng phản ánh với chị giúp việc hay đưa đón bé Bi ạ? Hai hôm nay thấy cháu không có hiếu động như mọi khi và có một vài biểu hiện không được khỏe. Các cô đã gọi về nhà nhiều lần, cũng thông báo mấy lần rồi ạ? Triệu chứng như thế mà chị không đưa con đi khám luôn. Đúng là... Tại vì đợt này tôi bận quá. Tại về muộn suốt nên... Ba mẹ bây giờ chỉ mãi công việc, không quan tâm đến con cái gì cả. Mai mà đưa vào viện kịp thời đó, bây giờ thì chỉ cần nằm viện điều trị thôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Con không sao là may rồi chị. Cũng tại tôi đã quá vô tâm, không để ý đến bé Bi, còn trách làm cô giáo nữa. Tôi xin lỗi. Cũng may mà có cô giáo thường xuyên nhắc nhở và giúp đưa cháu đến bệnh viện kịp thời. Chăm sóc và yêu thương các con là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của những người làm nghề giáo như bọn em mà. Cũng vì chị lo cho sức khỏe của bé thôi. Giờ sao để bé mau khỏe mới là điều quan trọng nhất chị ạ. Xin lỗi và cảm ơn cô giáo nhiều nha. Tôi đúng là một người mẹ vô tâm. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Bé Bi tỉnh rồi ạ. Cháu biết cô giáo đến nên cứ nhắc tôi dục cô vào chơi với cháu. Bi mến cô giáo nhất lớp đấy ạ. Mình vào trong phòng đi chị. Mình thật là hồ đồ quá. Lỗi tại mình mà suýt nữa gây ra chuyện lớn rồi. Người yêu tôi có hình xăm. Trời, đúng là cuối tháng, việc ngập đầu ngập cổ, tối muộn thế này mới được về. Mệt thật á, thôi về đi, mai là chủ nhật được nghỉ ngơi rồi. Mà đường về nhà cậu nhiều chỗ vắng lắm đó, đi lại cẩn thận chút nha. Ừ, tớ biết rồi, tạm biệt cậu nha. Đi đứng kiểu gì vậy? Trời tối rồi, cô em đi đâu một mình tới đây, có cần các anh đi cùng không? Tôi đi đâu là việc của tôi. Các anh tránh ra cho tôi đi. Cướp, cứu tôi với, cứu. Khổ chưa, hôm qua đã bảo đi cẩn thận rồi mà. Thì tớ cũng có nghĩ là gặp cướp đâu. Cũng may là có người vừa đi tới nên chúng chỉ giật túi xách của tớ thôi. Thế có nhìn thấy mặt chúng không để đi báo công an nữa? Không có, trời tối quá, tớ không có nhìn thấy gì hết. Chỉ thấy chúng rất dữ tợn, xăm hình kín người, trông rất khủng khiếp. Ôi, toàn là bọn giang hồ không à.
Nhìn mấy cái hình xăm của chúng, tớ đã thấy sợ phát khiếp muốn tránh xa rồi. Thôi, coi như của đi thay người vậy. Dày với giới đại ca, giang hồ ấy sợ lắm. Cô Hạnh đúng thật là làm mối cho mình những mấy lần mà chả có lần nào thành công cả. Hy vọng lần này sẽ tìm thấy người tâm đầu ý hợp. Mà lạ thật, con trai gì mà có hẹn lại đến muộn vậy chứ. Lần này chắc lại thất bại nữa rồi. Em có phải là Hoa không? Dạ đúng ạ. Anh là anh Hùng sao? Anh xin lỗi, đang định đến gặp em thì mấy đứa em nó lại gọi có việc gấp nên anh đến muộn. Em ngồi đi. Trông anh này cũng có vẻ được đấy. Em thông cảm nha, anh nóng quá. Anh xăm hình à? Ừ, anh xăm nhiều lắm. Hình xăm cũng giúp ích nhiều cho công việc của anh đấy. Anh là đại ca hả? Cũng không đến mức đó đâu em. Anh là chủ một văn phòng bất động sản, nhưng mấy đứa em cũng hay gọi anh là đại ca lắm. Đại ca, vừa em thấy thằng nhóc Khánh rẽ vào quán bên đường, tính sao đây đại ca? Cái thằng phản bội ấy nợ tiền anh nhiều mà lại trốn đi biệt tâm. Hai chú cứ ra trước đi, anh ra ngay. Cẩn thận không nó biết lại chạy trốn mất đấy. Dạ vâng, tụi em hiểu rồi. Đại ca ra nhanh nha. Em chào chị ạ. Hoa thông cảm cho anh. Anh lại có việc gấp rồi. Để khi khác anh hẹn gặp em nha. Anh thấy em rất có thiện cảm, anh rất muốn gặp em một lần nữa. Nhớ nghe điện thoại của anh nha. Anh đi trước đây. Sao cô mình lại làm mối một đại ca chính hiệu cho mình chứ? Ôi trời ơi, sợ quá. Trong mấy hình xăm ấy, với thân hình lực lưỡng ấy, mình mà là vợ anh ta, có ngày anh ta đánh cho mình nhiều đòn ấy chứ. Mưa nắng bất chợt quá. Này, kia có phải gã đại ca của cậu không vậy? Em ơi, cà phê đá. Sao lại gặp ở đây chứ? Nhìn là tớ nhận ra ngay cái hình hôm nọ cậu cho xem. Trông cũng được đấy chứ, cao to, đẹp trai. Mà không, trong cái hình xăm gớm ghiếc kia kìa, lại còn là đại ca thế kia, thì chắc cũng không tử tế gì đâu cậu ơi. Anh ấy có gọi điện hẹn gặp mình tối nay, nhưng mình đang băn khoăn có nên đi hay là không. Nhìn anh ấy có vẻ giang hồ quá. Bà đang làm gì vậy? Cháu ơi, cháu mua giùm bà mấy tờ vé số đi cháu. Bà có biết bà đang hất hết nước mưa vào người khác không? Bà xin lỗi. Tại trời mưa to quá, bà sợ ướt mấy tập vé số, cháu thông cảm cho bà. Đấy, tớ nói có sai đâu. Đại ca giang hồ ấy trông dễ sợ lắm. Mình cứ theo dõi xem sao. Nếu lát nữa anh ta mà đánh hay là mắng bà lão kia, thì tụi mình xông ra nói cho hắn một trận luôn. Chắc chắn cũng không đến nỗi ra tay đánh cả phụ nữ đâu ha. Vé số ướt nhẹp thế này làm sao bà mua cho nổi chứ? Kiểu này có khi lại trứng cả tập vé số của bà lão ấy chứ. Bà cứ để cả tập vé số ở đây. Đấy, tớ nói có sai đâu. Đúng thật là kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu mà. Tớ với cậu xông ra nói cho hắn một trận. Đâu ra có cái kiểu đối xử với người đáng tuổi bà của mình như vậy. Cậu cho bà xin lại tập vé số. Ở nhà bà còn một đứa con bị tật nguyền. Cậu mà lấy hết tập vé số này của bà thì hai mẹ con bà ăn cháo trừ bữa mất. Đúng là cháu sẽ lấy hết tập vé số này của bà, nhưng cháu sẽ trả tiền. Tiền vé số của bà đây. Hả? Những 500 ngàn sao? Bà bán từ sáng đến giờ nhưng mà không có tiền trả lại đâu. Cậu xem có tiền lẻ nào không thì đưa cho bà. Bà không cần trả lại đâu. Đây là tiền cháu mua hết đống vé số này. Cậu cho bà thật sao? Cậu thật là người tốt. Còn nữa, bà đợi cháu. Bà cầm lấy bịch hoa quả này về ăn nha. Về bổ ra cho con của bà ăn nhé. Sao cậu không ăn mà lại mua nhiều quá thế? Lúc nãy trên đường đi, cháu gặp một ông già mù đang ngồi bán hoa quả. Cụ bảo mua giúp cụ. Từ sáng đến giờ cụ chưa bán được gì cả. Thế là cháu mua hết cho cụ, nhanh về tránh mưa. Cậu quả là một chàng trai có tấm lòng thương người. Có gì đâu bà, giúp người là giúp mình ấy mà. Mà thôi, hôm nay bán hết vé số rồi, bà có muốn về sớm không? Cháu sẽ chở bà về nhà, về sớm một hôm. Chắc con bà đang mong bà lắm đấy.
Ôi, cậu quá là người biết nghĩ. Đúng vậy, lâu lắm rồi tôi không được về sớm với con của tôi. Được rồi, để cháu chở bà về. Yên tâm, cháu không lấy tiền xe ôm đâu. Nè, tụi mình đã đánh giá nhầm anh chàng ấy rồi. Thì ra, ngoài vẻ bặm trợn thế kia, nhưng trong lòng lại nhân từ đến như vậy. Ừ, đúng vậy. Đúng là chúng ta không thể nhìn bề ngoài để đánh giá tính cách của một con người được. Giờ thì mình đã hiểu được con người của anh ấy rồi. Tối nay có lẽ tớ sẽ đi gặp anh ấy. Chắc chắn tớ sẽ hiểu được nhiều hơn về con người anh ấy, Hồng ơi. Ai đúng, ai sai? Em nhanh lên, còn đi kẻo muộn. Thì em cũng đang nhanh đây. Sao mà quê nhà anh lắm dỗ thế không biết? Vừa tuần trước dỗ rồi, tuần này lại dỗ nữa. Em hay thật, nhà em mà chẳng có dỗ chứ. Nhưng chẳng có nhà ai như nhà anh hết á, lúc nào cũng phải về đầy đủ. Thì ông bà cũng muốn nhân cái dỗ của các cụ, thì con cháu về sum họp cho đầm ấm, chứ có gì đâu em. Thật là phiền phức mà. Nếu em không muốn về thì thôi, sao cứ phải nặng lời như thế? Đúng đấy, em không muốn về. Cả tuần đi làm cũng mệt lắm rồi. Có ngày cuối tuần được nghỉ ngơi thì suốt ngày dỗ với chạp. Đã nói là em không về cũng được, đừng nói những lời khó nghe như thế. Em đã nói cái gì mà khó nghe hả? Em có nói sai câu nào đâu. Anh không nói là em sai, nhưng cách em nói... Cách em nói làm sao? Anh mới là người phải xem lại cách anh đang nói với em. Anh đang muốn chỉ trích em thế nọ thế kia với nhà anh chứ gì? Sao em về muộn thế? Đi liên hoan với đồng nghiệp thì cũng phải lựa giờ mà về chứ. Con thì còn nhỏ, nó khóc gọi mẹ suốt kìa. Anh thì đi với bạn suốt được, em thì lâu lâu mới đi một buổi. Thế mà anh đã cằn nhằn rồi hả? Anh không nói là em không được đi, anh chỉ nói là... Anh thử xem, anh đi được, còn em thì không được hả? Nhưng em biết con mình rồi đấy. Tối đi ngủ cứ phải có mẹ. Mà em thì đi không biết giờ giấc gì. Em thử nhìn xem giờ là mấy giờ rồi. Anh đừng có nói cái giọng đó với em. Anh thử xem em có gì sai khi đi liên hoan với đồng nghiệp một bữa không hả? Anh nói thử đi. Tôi sai lầm khi lấy phải con người hẹp hò như anh. Đồ tôi. Anh dám? Mình vừa làm gì với cô ấy thế này? Về nhà bà ngoại nhờ bà trong vài ngày. Em muốn đi đâu đó một mình để suy ngẫm lại tất cả. Em đã sai ở điểm gì? Tại sao chúng ta không bao giờ tìm được tiếng nói chung? Chẳng lẽ để có được hạnh phúc lại khó đến thế? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không biết cô ấy đi đâu cơ chứ. Hoa ơi, về ăn cơm thôi con. Dạ vâng. Ăn đi con, chả mấy khi xuống đây chơi với chú và dì. Dì vẫn nhớ món ăn con thích. Dì nấu cho con ăn đây này, ăn nhiều vào. Bà cũng ăn đi, bà cũng thích món này mà. Nhớ dạo năm ngoái, dì thèm món canh cá khoai này lắm. Mà vùng này lại chưa đến mùa. Thế là chú của con đã đi gần 50 cây số để mua về cho dì đấy. Ôi trời ơi, bà nhắc làm gì? Thấy bà thèm ăn quá, cứ nói hoài về món ăn làm tôi nhức hết cả đầu. Nên phải đi mua cho bà chứ sao. Cái ông này thiệt là. Dì ơi, dì và chú rất hạnh phúc phải không ạ? Ừ. Giá mà con cũng được như dì. Con không được hạnh phúc sao? Dạ không ạ. Con thấy mẹ con kể, ngày trước dì có nhiều người theo đuổi lắm. Dì đã lựa chọn chú bây giờ. Mặc dù lúc đó chú bình thường về mọi mặt, so với những người khác thì thậm chí còn không bằng. Nhưng hóa ra dì đã chọn lựa đúng phải không dì? Trong hôn nhân không có đúng hay là sai đâu con. Chỉ có phù hợp hay không phù hợp thôi. Chắc là do dì đã chọn được người phù hợp nên dì mới hạnh phúc như thế. Dù phù hợp hay không thì dì cũng sẽ vẫn hạnh phúc thôi.
Bởi hạnh phúc là do ta lựa chọn mà con. Mình có thể lựa chọn được hạnh phúc sao gì? Được chứ con. Làm sao có thể thế được khi mà hai vợ chồng con luôn bất đồng quan điểm. Mỗi khi đề cập đến chuyện gì thì đều cãi nhau hết á. Con có biết tại sao con lại thường cãi nhau với chồng không? Người ta cãi nhau vì muốn tranh phần thắng về mình trong mỗi lần tranh luận. Rõ ràng con đã không có sai đâu gì. Có thể là con không sai, cũng có thể cả chồng con cũng không sai, chỉ sai trong cách lựa chọn mà thôi. Các con đã lựa chọn ai đúng ai sai thay vì lựa chọn hạnh phúc. Là sao hả dì? Trong cuộc sống hôn nhân, nếu con đã lựa chọn hạnh phúc thì việc ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa. Và một khi con đã lựa chọn hạnh phúc rồi thì đừng nhất nhất phải phân định rõ ai đúng ai sai. Dì nói đúng. Tại sao không chọn lựa một gia đình đầm ấm để hạnh phúc thay vì cứ lựa chọn việc phân định xem ai đúng ai sai? Em bị đâu thế? Sao lại tắt điện thoại? Em có biết là hành động của em rất trẻ con hay không? Chỉ biết bản thân mà không biết đến người khác suy nghĩ thế nào hả? Thế anh có bao giờ để ý đến suy nghĩ của tôi hay không? Trong cuộc sống hôn nhân, nếu con đã lựa chọn hạnh phúc thì việc ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa. Và một khi con đã lựa chọn hạnh phúc rồi thì đừng nhất nhất phải phân định rõ ai đúng ai sai. Em xin lỗi. Có lẽ em nên nói trước với anh thay vì bỏ đi đột ngột như vậy. Anh cũng có cái sai. Cho anh xin lỗi vì trót đánh em. Anh hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu. Từ nay có việc gì vợ chồng mình cùng chia sẻ với nhau một cách nhẹ nhàng được không anh? Anh cũng muốn như thế mà em. Giờ thì em đi tắm đi, còn anh sẽ nấu cơm. Ăn cơm xong mình cùng sang bà ngoại đón con về nha. Dạ vâng. Trang trại hoa hồng. Với 5 năm học nghiên cứu về chuyên ngành thổ nhưỡng cũng như những hiểu biết đang kể về hoa hồng, con tự tin là mình có thể xây dựng một trang trại hoa hồng ngay trên mảnh đất này. Quyết định rời bỏ phòng thí nghiệm để về quê mở trang trại hoa hồng là một quyết định vô cùng táo bạo, cũng rất mơ mộng, không biết sẽ như thế nào đây. Đương nhiên là con đã lên kế hoạch cụ thể, trồng hoa hồng để xuất khẩu, làm trà hoa hồng, cung cấp nguyên liệu làm nước hoa. Ở nước mình, mô hình còn khá mới nên sẽ có cơ hội phát triển. Cũng chính vì ít người làm theo mô hình này nên con sẽ gặp nhiều khó khăn đấy. Ba yên tâm, hãy tin là con trai ba làm được. Rồi, có gì cần ba hỗ trợ, con cứ nói với ba. Vâng ba. Chỉ là do thời tiết thôi, bà yên tâm, con không từ bỏ đâu, con sẽ theo đuổi đến cùng cho xem. Từ mai, con sẽ đóng cọc, làm dạng cho hoa hồng và giăng lưới nếu cần thiết, không thể vì một trận mưa mà bỏ cuộc được. Đúng vậy, cố gắng lên con trai. Cậu Thành ơi, mấy luống hoa hồng nhung bên kia sâu ăn cánh hoa, nhìn thảm hại quá cậu ạ. Cậu qua mà xem kìa. Chỗ hồng phớt này cũng có dấu hiệu sâu bệnh. Chán quá. Tính ra lỗ vốn cậu ạ. Cậu xem đi, cậu đầu tư bao nhiêu tiền mà năm thì thiên tai, năm thì sâu bệnh, hai lứa rồi đấy. Cậu xem mà có cách gì hay không, chứ cứ như thế này á, e là không trụ được đâu. Có khi cho đất đó cậu Thành. Đất đai ở đây quanh năm chuyên trồng khoai tây, cà chua rồi. Giờ chuyển qua trồng hoa, chưa canh tác đúng. Không đúng, đất này tôi đã nghiên cứu thổ nhưỡng kỹ lắm. Nó hợp với trồng hoa hồng mà. Hay là do lượng phân bón chưa hợp lý ta? Hay là cậu chuyển qua trồng khoai tây thử đi. Trồng khoai mà chăm sóc với đầu tư tốt như cậu trồng hoa thì chắc là bội thu rồi.
để tôi suy nghĩ đã. Con mời ba uống trà. Trà hoa hồng hả? Thơm thế. Trà hoa hồng nhung, không thuốc trừ sâu, không chất bảo quản, có cái sản lượng không nhiều, còn chỉ đủ tiêu thụ ở một số điểm bán lẻ thôi. Thôi, bước đầu cứ tạm vậy, sau này sẽ phấn đấu phát triển dần dần. Tình hình là số tiền vốn đang thâm hụt, con đang không muốn nghiên cứu tiếp vì sợ tiếp tục thất bại. Thực ra thì con đang muốn chuyển hướng bà. Chuyển hướng? Con định chuyển sang trồng khoai tây. Trồng hoa hồng doanh thu thấp quá, một phần vì sản lượng ít, một phần vì hoa không hợp đất này, nên sâu bệnh nhiều quá. Con cũng mới nghiên cứu thấy thị trường nước ta còn phải nhập khoai tây từ các nước bạn. Tại sao mình lại không trồng khoai tây để bán? Còn tính thế à? Vâng. Thế này đi, nhân lúc trà thơm cảnh đẹp, bà có một câu chuyện muốn kể cho con nghe. Vâng, con đang nghe bà nói đây ạ. Có một con hổ đuổi bắt một con sóc. Con sóc liền chui vào một cái lỗ cây. Cái lỗ cây chỉ có duy nhất một cửa. Nhưng ngay sau đó, có một con thỏ chui ra từ trong lỗ cây ấy. Con thỏ chạy như bay về phía trước, con hổ đuổi theo. Con thỏ leo lên một cái cây khác. Nhưng con thỏ ở trên cây, trong sự hoảng loạn, không đứng vững mà rơi xuống, rơi vào đầu con hổ đang ngẩng lên, khiến hổ hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng con thỏ cũng giải thoát được. Con xem câu chuyện này có vấn đề gì không? Thỏ làm gì biết trèo cây ba? Còn gì nữa không? Một con thỏ sao có thể vì rơi xuống mà đập cho con hổ choáng váng được? Nó quá nhỏ so với thân hình con hổ. Hơn nữa, khi con thỏ rơi xuống, kiểu gì con hổ cũng tóm được, không thể may mắn cho nó như vậy được. Những điều con phân tích trên không sai, vẫn còn thứ con chưa nhận ra. Còn gì nữa ạ? Đó là con sóc đi đâu rồi? Phải rồi, con sóc. Con hãy xem, con sóc là trang trại hoa hồng và đó cũng là mục tiêu quan trọng nhất. Bất cứ chuyện gì đều phải lấy mục tiêu làm trọng tâm. Chỉ có tập trung tất cả sự chú ý lên mục tiêu đó mới có thể đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Rất nhiều người trong lúc phát triển sự nghiệp thường đem tất cả sự chú trọng đặt vào những mục tiêu nửa chừng, như những con thỏ, rồi bỏ mục tiêu ban đầu xa chín tầng mây. Thử hỏi như vậy có gọi là thành công hay không? Mới có 2 năm không nên nản chí. Kể cả sau này con có thất bại và nhận thấy mảnh đất này không trồng được hoa hồng, thì có thể làm ở những vùng đất mới, miễn là không rời bỏ mục tiêu của mình. Phải rồi, bà nói đúng. Con đã quên đi mất mục tiêu của mình. Trang trại hoa hồng mới đúng là đích đến của con. Cảm ơn ba nhiều. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.